Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại là nền tảng của một nước công nghiệp hiện đại thu nhập cao. Đây là chủ trương xuyên suốt đang được Việt Nam thực hiện trong suốt thời gian qua. Trong đó thì riêng với hành lang kinh tế Bắc Nam thì đường sắt tốc độ cao được xem là phương thức vận tải quan trọng, có khối lượng lớn cũng là giải pháp để phân bổ lại theo đúng ưu thế của mỗi phương thức vận tải hành khách hiện nay. Hành lang kinh tế Bắc Nam đến năm 2050 được dự báo sẽ vận chuyển từ 1,1 đến 1,3 tỷ lượt hành khách mỗi năm và hàng hóa lên tới 1,4 đến 1,7 tỷ tấn mỗi năm. Khối lượng này sẽ do tất cả các loại hình vận tải đảm nhiệm, trong đó đối với hàng hóa, đường biển và đường sông có ưu thế vận chuyển khối lượng lớn, chi phí rẻ nên sẽ cùng với đường sắt hiện hữu sau khi cải tạo nâng cấp đảm nhận. Còn với hành khách, cự ly ngắn dưới 150 km ưu thế thuộc về đường bộ cự ly trung bình 150 đến 800 km thuộc về đường sắt tốc độ cao và cự ly dài trên 800 km ưu thế thuộc về hàng không và đường sắt tốc độ cao. Cái cự ly 800 chẳng hạn thì nó có thể đấy là giữa Hà Nội đến Nha Trang hoặc là nó lại là giữa Từ Vinh đến Thành phố Hồ Chí Minh, đấy, hoặc là Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là nghĩa là nó nó không phải là là nhất thiết cứ phải tính là từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bởi vì khách lên, khách xuống ở các cái cự ly nó rất là linh hoạt. Theo phương án, toàn tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam sẽ có 23 ga khách, cự ly trung bình khoảng 67 km. Mỗi tỉnh thành đi qua đều có ít nhất một ga sẽ có thể phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, các chuyến tàu sẽ chạy và dừng tại mỗi ga phụ thuộc vào lượng khách và khung giờ, chứ không phải ga nào cũng dừng. Nguyên tắc của cái đường sắt cao tốc là phải nối được từ điểm đến điểm, tức là từ các cái trung tâm của các cái thành phố lớn để đảm bảo được cái lượng hành khách 23 ga không có nghĩa là các cái đoàn tàu sẽ phải dừng ở tất cả 23 ga thì đây là cái năng lực của nó lớn cho nên có đoàn tàu dừng ở một vài ga có đoàn tàu thì dừng nhiều hơn cái giao thông công cộng phục vụ đi lại cũng phải điều tiết cho phù hợp phải để định hướng cho người dân thay đổi sử dụng phương tiện cá nhân sử dụng phương tiện giao thông công cộng và đường sắt tốc độ cao là một trong những cấu phần hình thành lên cái mạng lưới giao thông công cộng của cả nước và đường sắt đô thị là của thành phố. Độ. Ngoài việc giải quyết bài toán vận tải cho hành lang kinh tế Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao chạy bằng điện cũng sẽ là loại hình phát thải ít nhất so với hàng không, đường bộ và hàng hải. Đây là giải pháp tối ưu trong chuyển đổi phương thức vận tải để góp phần giảm phát thải dòng về không vào năm 2050 của Việt Nam.